Đầu tiên là nước gì? Việt Nam mà không biết chữ Việt Nam không mà Trường Sang? Biết vờ nờ à? Rồi nước thứ hai là nước gì? Hover viết đi. Viết tắt đi cho nó viết đầy đủ. Hover là nước gì? Hàn Quốc. Tiếp tục nước số 3. Hơ cơ. Có chi? À, hờ ca chứ. Hờ ca Hoa Kỳ. Ừ, đúng rồi. Hờ ca. Nước số 4. Vương quốc Anh. Ừ, Vương quốc Anh. Vương quốc Anh. Tiếp theo nước gì đó? Nhật Bản. Ừ. Nova gì? Bơ. Giỏi. Tiếp theo. Indonesia. Indonesia. Người ta viết Indo được rồi, đúng không? In Indo là hồi biết chữ in không à? Indo. Nào tiếp theo nước gì đó? Pháp. À, con Kentucky quá. Kê. Pháp. Rồi. Pháp. Nước chữ giữa P không được, Pháp rồi phía chữ B không được. B không cũng được. Ừ, xuống hàng đi. Nước này nước gì? Đức. Biết chưa? Đơ. À đừa, tiếp theo. Mơ nha. Ừ, nha N. Tiếp theo. Y. Y là gì? Y. Thì Y. Nước Ý là Y dài con. Italia. À Italia cũng được, đúng rồi. Không đọc là Ý. Không đọc là Ý, Italia. Rồi tiếp theo nè. Không được Ý nè. Ý anh nói bậy. Ừ, Ý cũng được mà anh nói bậy được. Rồi tiếp theo, nước là nước gì đây? Cái nước này có hả? Ê. Ờ, Italia rồi, nước đây nè. Italia. À, rồi Italia rồi, Italia đúng rồi. Thế là nước gì đây? Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. À Tây Ban Nha. Rồi viết tắt là gì? Đỏ vàng đỏ. À đỏ vàng đỏ viết tắt là gì? Đờ đờ. Tờ bờ nờ đúng rồi nha anh. Viết gì con? Bờ nờ. Tiếp theo nước. Argentina. Argentina. A. Gì nữa? A. Argentina viết tắt là. Chắc là AGN đi. AGN đi. Ừ. Ác nè. Nói gì? Gabon. Cái gì? Gabon. Gabon ở châu gì? Gabon này ở châu Á. Châu Á à? Cái nước đó mày thường không biết, người ta viết ra đi. Mày thường không biết châu cái chữ Á là gì? Châu Á à, nước con viết ra đi. Châu Ga Gabo. Ừ, Gabon nè, chữ mới nghe cái nước này con ơi. Gabo. Thôi được rồi, Gabo được rồi. Qua đây. Ả Rập. Ả Rập là viết ra. Ả Rập. Rồi đúng rồi. Tiếp theo. Nước này nước gì? Cuba. 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 Cuba là viết cờ bờ. Cờ bờ. Ừ, tiếp theo. Cái nước này chi là lạ đây, món đang đen đi. Australia. À, Australia. Nước Úc đó, viết chữ U đi. À, Australia. Australia viết như thế nào? Viết nhanh lên con. A, A gì? A gì? A, A. Ao sờ cũng được. Ao cái ao sờ. Nó gì vậy này? Estonia. Estonia, biết đi con. Là A gì? A sờ tờ được rồi. A sờ tờ. A sờ tờ. Ừ. Đông Timor. Đông Timor rồi. Đờ Đờ Pơ Mơ. Đờ Pơ Mơ đúng rồi. Nước này. Palau. Cái gì? Palau. Palau à? Ba Lao là nước gì? Ở châu gì? Ở châu Đại Dương. À châu Đại Dương, không biết đây. Bơ, bơ lơ. Bơ lơ. Lao là lơ không thôi. À chỉ lờ không thôi, đúng rồi.
Thái Lan là PL. À, Thái Lan là PL. Unicorn. Unicorn à? Là châu gì? Biết không? Unicorn là châu Âu. À, châu Âu biết đi. Là Âu gì? Uzi. Unicorn nè. UNK. Biết ngồi thẳng này biết là hồi. Unica. Unica. Cái nước này châu gì đọc nha?